khi bé được bao nhiêu tuổi là ba nó bị tai nạn mất? Ba tháng rưỡi là ba bị tai nạn rồi. Buồn quá bị tai nạn, vì mẹ nó có chồng nữa đi tập hành khác, mẹ ba nó thấy ba nó nhảy ra xe chết. Ba má nó làm gì không buồn cho được, mình mất cỡ với thằng dễ luôn. Nói không này mẹ, không buồn em có vợ con quá, không đi thì đẹp đi luôn, mà tưởng giỡn thôi, không ngờ đúng quá xỉn luôn, nhảy luôn. Cái một lần đi tập luôn, nó không uống nhiều đâu. Cái buồn nó nhảy cái xe chết rồi con. Trời lắm, nó hiền lắm. Con thấy chú ha, như ông nó như cha vợ vậy. Hiền khô không? Ai làm thì làm, không mất làm cái số liền. Mà ngày nó chết rồi ha, ai cũng thương tiếc. Giờ gì với lại đứa con mỗi gì là không có nhìn mặt nhau nữa. Không, từ nó luôn rồi, hộ khẩu bây giờ là bộ tên má đâu. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì Mười đang có mặt tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thì bắt gặp một bà đang chở một bé gái rất là còn nhỏ tuổi đang đi trên đường. Hiện tại bây giờ khoảng 11 giờ trưa quý vị. Thì thấy hình ảnh này cũng rất là đáng thương. Thì Mười cũng mong muốn là tìm hiểu hoàn cảnh của dì như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn. Dạ, cũng chào dì ha. Dạ. À, bé này là cái gì của gì vậy? Dạ, cháu Hoài. Dạ, gì cho con đê con mít này vô cho nó rõ vậy. À, cho con hỏi là gì tên gì? Tên là Nguyễn Thị Lộm. Dạ, quê quán gì ở đâu ạ? Ở Cao Lãnh mà giờ về đây hồi đầu quỷ tới giờ luôn. Dạ. Giờ sống sông Lạc Chợ như vậy nè, nuôi cháu Hoài. Còn bé tên gì? Tên là, con nói đây, Nguyễn Anh Thơ. Nguyễn Anh Thơ bao nhiêu tuổi rồi vậy? 6 tuổi rồi. Dạ, hiện tại là gì ở chỗ nào? Ở đây tới 3-4 giờ mở lên đường công viên ở trên đèn đỏ. Dạ. Ở phòng trọ hay sao gì? Ở phòng trọ. Dạ. Rồi cháu ngoại gì ở với gì là bao lâu rồi? 6 năm rồi, má nó bỏ đi 6 năm rồi. Dạ. Rồi trong thời gian này là mẹ bé rồi có về thăm bé, có lo cho bé không? Không. Nhờ bá gia bá tánh nuôi không à. Dạ. Người từ thiện người ta cho miếng gì ăn miếng nấy. Dạ. Ta cho gạo rồi giúp đỡ miếng gạo cũng cảm ơn hơn chứ không phụ người ta cho. Dạ. Gạo cho dầu ăn bột ngọt gì ấy, người ta cho lụm lụm hết á. Dạ. Cho bánh trái gì người ta sẽ hơn đựng người ta cho mình. Dạ. Ăn có gì người ta cho nấy ăn. Vậy nhiêu tuổi rồi? 59 tuổi rồi. Dạ. À, gì hàng ngày là gì làm công việc gì? Có khi có gì chai lụm, không có là đi đạp xe gì nè, bán số mắc viết à. Dạ. Bán giờ mình nhớ đâu có nuôi dục lắm mà mất à, ở cái xe gì nè. Bé có đi học rồi được không? Không, qua năm sau mới cho đi học. Dạ. Những giỏ sách đồ như thế là để quần áo để nó. Để có gì ở đây là chiều mới về phòng trọ. Về phòng trọ. Ở phòng trọ là chỉ có hai bà cháu, là có hai ai nữa? Hai bà cháu với con gì nó. Dạ. Gì nó bị hơn ba hồi nhớ ba hồi không nhớ. Kiền vậy là con ruột của con ruột luôn. Dạ. Con gái hiện tại đang ở nhà có làm công việc gì không ạ? Có nấu cơm nấu nước cho mẹ về ăn. Dạ. Đó, về cái nấu cơm nấu nước cho mẹ ăn vậy mà không biết nấu đồ ăn. À, ông xã của gì còn còn đập. Dạ. Xích lô ông đập ở dưới bờ hàng gạo á. Dạ, cũng về ở chung với gì luôn. Dạ, ở chung có bốn. Dạ. Người với cháu nữa, có bốn. Dạ. Người ở phòng trọ này giờ là chỉ có hai vợ chồng của dì, có là một đứa con, có là một đứa cháu. Dạ, đứa cháu đó. Dạ. Rồi bé rồi có lúc đó giờ có đi học được gì chưa? Học. Không được đi học được gì á. Dạ. Nó học người ta ăn hiếp không à. Tại sao bé còn nhỏ mình không cho đi học? Có mà lỡ chở rồi người ta không cho nhận. Dạ. Không có cho nhận. Giờ đi lang thang gì nè. Giờ tối đi về phòng trọ ngủ, 1 giờ về phòng trọ. Ở dưới quê mình có nhà cửa gì không gì? Có mà má ghẻ lấy hết rồi. Dạ. Má không có cho gì á. Giờ ở đang Cao Lãnh nó đang dịch. Giờ đâu có về được. Có về bà cũng đuổi à. Dạ. Đuổi là hồi giải phóng 75 mới về đây luôn á. Rồi về ở đây rồi trưa rồi ngủ đâu? Nằm ở dưới đây, nó là nằm ở đây. Dạ. Cháu quậy lên đây nằm. Bà nằm ở dưới. Là hàng ngày là gì đi nhặt ve chai. Nhặt ve chai. Có. Dạ. Gì lụm nấy à. Dạ. Ve chai. Người ta cho ăn cho thôi, không dám quẹt quẹt người ta đâu, người ta cho mình ăn cảm ơn. Không dám lấy ăn cơm trộm ai cho ăn cho thôi. Dạ. Ừ. Rồi con gái của dì là bị khờ à? Khờ con méo à. Là ở nhà chỉ là nội trợ thôi chứ không đi làm gì vậy? Không biết cái gì đó. Dì dạ là chỉ có ông xã gì là đi lượm xích lô, còn là gì là đi lượm dây chai. Đi lượm dây chai. Để nuôi cho hai người. Người. Dạ. Bệnh, là bà dì nó bệnh. Rồi hàng ngày rồi dì thu nhập được bao nhiêu?
Trời ơi, có khi ta cho được 20-30, 50-100 gì á, ăn. Dạ. Ta cho nhiêu ăn nhiêu à. Dạ. Người ta không vô từng, cái xe hơi có khi cho 200. Về cái em mua, cái tiền ta cho gạo đó, mua mắm cá về thì mình làm, mình nấu cho nó ăn. Vậy á, về bữa nào cũng vậy á. Đó, ba ngày tới đi giờ anh em đồ, quân đồ á, giúp đỡ được nào, miếng nào ăn nấy. Dạ. Mấy cô tiện đồ cho mình nè, cho mình để trong đây nè, mình mớ đồ. Để trong đây cho quần áo, cho đồ. Vậy cho cái chăn bự nè. Dạ. Chăn mền còn trong đây nè. Nó đi lắp cho cháu. Vậy tổng cộng có mấy người con vậy? Có, giờ còn có mình nữa à. Dạ, có mình là mình con mẹ nè. Của bé là đi. Bỏ đi luôn rồi. Bỏ biết. Đi là không có về thăm gì luôn. Không. Giờ có biết ở đâu không? Không biết tất đâu. Còn ba của bé sao vậy? Bị xe đụng chết. Dạ. Dạ. Bị xe đụng chết rồi. Chết rồi, ba còn bao trong bụng mẹ 3 tháng rưỡi á. Rồi bé này có một mình hay là có chị gì không? Có mình à. Có một mình à. Sống có mình nó vậy. Đó bà cháu gì đó, đi ủ ủ vậy. Có gì ăn nấy không chê? Cho nó phái con nước tương. Bà cứ cho gì ăn nấy nè. Từ ở đây mà chị Hồng Tò là xa gần gì? Gần, ở trong Quang Vinh á. Dạ. Đây đạp ta đi quẹo lên là tới rồi. Là gì đạp cái xe này luôn á? Ờ, đạp. Dạ. Cho chú Hải con tên gì hả? Nói đi. Nói lớn lên. Tên gì? À, con bao nhiêu tuổi rồi? Đưa đây, ngưỡng tay. 6 tuổi. Rồi con có thích đi học không? Dạ. Đó đi các bạn quýnh con. Hàng ngày là con làm công việc gì? Con không biết gì á, con đi. Con đi lượm chai với con ngoài à? Dạ. À. Giỏi lắm, kêu thấy cái chai nó nhảy xuống là lụm. Dạ. Nó thấy bất cứ cái chai nhỏ là nó lụm mà. Thở nào nó cũng lụm á, mà nó không có tham vô cái bà đó thương cho ăn không mà. Đi vô lụm với thấy giác đồ đó, mình quét hụn ta cho gì ăn đấy. Cũng kê. Vậy nghe trên xe này. Rồi trưa nay là gì với lại cháu là ăn cái gì chưa? Chưa. Lát thì về nhà phòng trọ mới ăn. Dạ. Mới ăn được cái bánh 10.000. Dạ. Bánh gì chiên chiên mấy người bắt chiên. Thôi bây giờ về phòng trọ đi. Rồi con đi theo gì cũng về. Dạ. Có gì con tìm hiểu rồi con giúp đỡ ha. Dạ. Rồi đây, bây giờ sắp xếp rồi mình về gì ha. Dạ. Đi con. Đi về á. Giờ đi về chú ha. Về với ngoại. Về hoài. Ngoại. Rồi chiếc xe vậy mà gì đạp đi được hay ha. Không có dán đi chứ, nè cái cẳng sưng hết rồi. Dạ. Nó đau bị đau khớp 20 mấy năm rồi. Đúng rồi con. Rồi trong này mát hả? Dạ đi con. Về phòng trọ với Hoài. À, thưa quý vị, thì sau khi hơn khoảng 3 km thì Mười cũng đã đến gần nhà của dì để vào phòng trọ để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh của dì như thế nào. Hiện tại bây giờ thì Mười đang ở con hẻm 62/59 đường Huỳnh Văn Lỹ. À, bây giờ thì Mười sẽ vào bên trong. À, xin mời quý vị và các bạn. Tới nhà là gì? À, số nhà của dì là 314/81, à, số cũ là 62/99, à, khu phố 3, đường Huỳnh Văn Lỹ, à, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Má quậy vô. Dì đông chó nhiều dữ à? Ờ, tại sao không? Cái nhà này, dậy con ma, nó mở, nó có ma, người chết á. Ôi, sợ. Cái gì á, sự cháu hoài chứ gì đâu có thấy ma cỏ gì. Khi nào thấy gì chưa mà sợ. Thấy rồi. Thấy rồi. Hả? Thấy sao? Thấy ngồi nguyên đống gì trắng nổ mà tưởng người ta. Ở đâu ở trong nhà? Ờ đây nè, ngồi trước nhà cơ mà. Mà giờ nhìn nó vậy á chứ gì sợ đâu, sợ. Cái nhà này mười mấy chủ rồi, gì mới về đây là nghe người ta nói rồi. Mà vậy nữa, mình tin tưởng nó không ai nhát á. Vậy thấy rồi nó bò nó đi. Dặn chó lận. Nó ở trong tường không? À, chào chị ha. Là con của cái gì vậy? Ôi, đi, ông nha, ông vô nha. Ngộ. Mở đèn lên mấy ngập, mở dép vô cho con đá ra đau. Yeah. Nhà nó mình thuê một tháng bao nhiêu gì? 2 triệu, điện nước luôn á. Dạ. Điện nước luôn, bao trùm luôn, điện nước luôn. Mình ở nhà nó là bao lâu rồi chị? 6 năm rồi. Dạ. Hồi về đây có nó có 1 tuổi rồi, hay được 6 năm rồi. Dạ. Đường giường ta cho nè. Dạ. Đường cô Bình Lê cho đó. Nằm miếng giấy là 6 năm rồi. 10 năm nằm miếng giấy không à. Dạ. Mua giấy nó sức hết đó, 10 năm rồi. Cũng ai chặt trời dữ ha.
Giờ là chị ở nhà là nội trợ hả? Đó, nội trợ lâu lắm rồi đó. Còn chú rồi đi làm mấy giờ về? Khuya. Khuya mấy giờ? Chừng 11 giờ, vợ ở đâu là ở đó là 1 giờ khuya về. Dạ. Kiếm ăn đó. Người ta cho nó bị kìa, người ta cho đó, nhà cửa. Dạ. Người ta cho ăn. Nhà này ở cũng khá lâu hả? Lâu rồi. Dạ. 6 năm rồi. Hơn rồi tối rồi gì ngủ đâu? Hai mẹ ba mẹ con nằm cháu qua. Còn chú ngủ đâu? Cũng có. Dạ, ngủ ngay ngoài phòng khách này. Dạ. Cái này là từ hình ta cho không mà đồ cổ. Dạ. Bỏ mình dọn nhà cái ta cho này. Dạ. Cho hai cái. Mấy cái giỏ sao mà để nhiều dữ hả? Tính trong ký rồi. Hả? Đồ chơi của nhỏ này nè. Đồ chơi của bé mà để cao dữ à? Ừ. Có khi gì nó nhốn em cho đi chơi. Dạ. Đó, cũng nói. Cái chơi đó chơi gì vậy? Người ta cho không à? Không quay lụm. Dạ. Lụm người ta cho, nhà vào người ta bỏ ra, lụm người cho cháu chơi. Dạ. Cái nồi người ta mới cho nè. Dạ. Nhà đâu có gì. Ở trong nhà thì cũng chẳng có gì giá trị ha. Dạ, nhà đâu có gì. Đó mà gì hồi nãy lúc nãy gì kể về cái chuyện mà tâm linh đấy, tại sao ở phía trước hay sao giờ nói nè. Giờ hết rồi, ta đi rồi cúng mua quán người ta đi rồi. Nhưng mà gì thấy lâu chưa? Lâu rồi, hồi về đây mới có con bé này còn nhỏ nè. Yeah. Lâu rồi, giờ không có nữa. Yeah. Không thấy. Người ta còn đổ lắm á, nhà này người ta đổ. Yeah. Nhưng bữa nay không có ăn gì mà mãi, cái người ta lại cho ăn. Đó, có gạo, người ta cho gạo lên một luống đó, nó không ăn. Yeah. Rồi, có gì ăn đấy đâu, đâu có mua đâu. Dạ. Vậy là thỉnh thoảng là Mạnh Thường Quân được có giúp đỡ không? Lâu lâu mới giúp đỡ là Mạnh Thường Quân, là mấy người đi đường á, mấy học sinh đổ lợi cho tiền cho đồ ăn. Dạ. Có gì cho ăn ấy. Dạ. Mình cho gì ăn. Ủa còn chị ở dưới kia là có gia đình chưa? Chưa. Bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi rồi. 30 tuổi à? 91. Nhưng mà giờ là ở nhà chỉ nội trợ chứ không có làm gì hết? Không, ở nội trợ. Dạ. Rồi có đi chữa trị ở đâu không? Rồi hết rồi, nãy lúc này hết rồi. À, họ đừng có vô cho đi ra nắng. Không đi ra nắng được. Đi ra nắng cơm nó lên. Dạ. Giờ hết rồi. Hồi đó là viện Nam Thành nó nằm ở dưới đây. Dạ. Thì nó đổ lên đó thì giờ hết rồi. Rồi bé cháu của dì đó bây giờ và giấy tờ đầy đủ không? Đúng. Rồi nó mang họ gì? Họ mẹ, họ bà ngoại tên là Nguyễn Thị Lộm. Dạ. Lấy bà ngoại, mẹ nó bỏ đi đâu có giấy tờ đâu mà. Dạ. Nó là Nguyễn Anh Khôi. Dạ. Đó, lấy hồ ngoại là Nguyễn Thị Lộm. Bởi vì có giấy tờ mình mới cho đi học được vậy? Có. Dạ. Đây mà người ta thương người ta làm giấy tờ cho luôn. Dạ. Giờ mình như là kiểu là mình làm chậm chú rồi. Giờ mình ở đây suốt vậy tới cũng chẳng về quê luôn à? Không, má nghe đuổi lâu rồi. Đuổi bà thầy mà có bà không cho mình về dưới luôn. Dịch rồi còn không kêu nữa. Dạ. Thôi kệ người ta lấy ruộng đất luôn. Giờ lên đây ông bà cho ăn gì ăn. Dạ. Rồi thu nhập của chú là hàng ngày là được bao nhiêu vậy? Tỷ trăm mấy, có khi phải đánh trộn trăm mấy vậy á. Dạ. Đó, đủ nuôi cháu hoài ăn. Ông cho 50 ngàn về mua sữa uống. Dạ. Uống sữa tươi. Đó, rồi nhà khổ đi, đâu có gì đâu. Dạ. Đó, tôi mới ăn khổ. Có xích lô đi lại, chúng ăn. Dạ. Đó, giờ con cho gì cũng vậy. Lâu nay là có chương trình gì đến đây để tìm hiểu, để giúp đỡ cho gì? Lâu rồi có bà Quỳnh Lê cho cái giường đó tới giờ là 4 triệu tới giờ đó. Quỳnh Lê đó, bên chương trình gì? Cái rồi số đuôi là 55, là cái 55 lần cái chú đó cho đó. Dạ, là cho cái giường đúng không? Cho cái giường. Ngoài ra thì có số tiền nào nhiều để giúp đỡ cho nhà mình không? Không. Dạ. Không có ai giúp đỡ. Dạ. Mình tự lập ra mình để ổng chạy được 100 ngàn ngày bỏ 50 vô đóng tiền nhà. Rồi hàng ngày rồi gì nhặt dây chai là thu nhập mà được bao nhiêu? Bữa có bữa không. Dạ. Đó, bữa hôm qua bán được được 100 mấy. Dạ, lúc nãy là gì nói gì nuôi cháu là hồi lúc mấy tuổi vậy? Hồi nó 1 tuổi má mẹ bỏ đi vậy. 1 tuổi à. Ừ. Là được 6 năm rồi. Giờ có nó có chắc không biết mặt mẹ cha gì hết nghe. Không. Với bà ngoại là mẹ không. Khi bé được bao nhiêu tuổi là ba nó bị tai nạn mất? Ba tháng rưỡi là ba mình tai nạn rồi. Buồn quá bị tai nạn vì mẹ nó có chồng rồi đi tập người khác, mẹ ba nó thấy ba nó nhảy ra xe chết rồi. Lâu năm từng này không chỗ chỗ nào là vì chỗ gì từng đi lên. Có nghĩa là ba nó tự vặn chứ không tự vặn chứ không phải là bị tai nạn. Là buồn là do mẹ là đi quậy tình với người khác là đi nhảy ra xe luôn. Là mẹ bắt đầu đẻ được 28 ngày bỏ luôn cho bà ngoại nuôi luôn. Yeah. Giờ luôn đó. Đó cho gì ăn miếng về chơi đó, đó.
đâu đi tới đâu đâu có ai đi, đâu có ai thương gì đâu. Yeah. Lỡ chơi mình cũng lấy mình cái gì nữa thì yeah. Nó kêu bằng chị, nó có kêu bằng mày á. Con thích đồ chơi dữ ha. Đó, cho lúc đó là ba của bé là bị tai nạn gần đây. Ở đây. Dạ. Yeah. Ở Trà Vinh, ba nó người dân tộc Miên. Người Miên. Dạ. Mình người Trà Kinh, người Việt Nam, còn yeah. Ba nó người. Rồi lúc đó là tự vặn luôn, tự. Tự sát thì mình yeah. Buồn quá, nó, ba má nó làm gì không buồn cho được. Mình mất cỡ với thằng dễ luôn. Dạ. Yeah. Đó, nói không này mẹ không buồn, em có vợ con quá mà con đi kỳ này con đi luôn mà tưởng giỡn thôi à. Không ngờ đúng quá xỉn luôn, nhảy luôn luôn cái một lần dân tộc đúng không, nó không uống nhiều đâu, nó buồn nó nhảy cái xe chết rồi con à. Tội lắm, nó hiền lắm à. Con thấy chú ha, như ông nó như cha vợ vậy, hiền khô không, ai làm thì làm, không mất lầm cái số liền mà ngày nó chết rồi ha, ai cũng thương tiếc. Dạ nó thương lắm, dân tộc nó thương lắm, nó nói chuyện con không thương nó liền nha. Dạ. Giống bây giờ không ăn cái gì cũng ăn hết, không ăn hỏi cái gì cũng ăn, giống ổng thì mới thương chứ là người khác. Từ đó là mẹ của bé là bỏ đi đến giờ luôn, đi tới giờ ừ. Luôn không thấy mặt, nhưng mà giờ cũng không biết ở đâu luôn rồi. Không, không giờ gì với lại đứa con của gì là không có nhìn mặt nhau nữa. Không. Dạ. Từ nó luôn rồi, hộ khẩu là bôi tên má đâu. Dạ. Giờ đâu biết đâu rồi, đủ vô giờ đâu biết sống hay chết được rồi. Bây giờ ở người ta hỏi hoài, đâu có cha mẹ gì đâu, con lên phường mà con biết không có cha, không có mẹ, mẹ bỏ đi, cha chết đó, phường gì có báo tử ba nữa mà. Dạ. Ai cũng thường cũng cho tết là cho quà cho đồ ăn. Dạ. Nó ngủ nó chơi mình nó vậy, nó tội vậy. Có gì bác có khi nào mà nhắc đến ba mẹ mình không? Không, nó đâu biết mẹ nó ai đâu. Không biết đâu. Kêu quậy với bà quậy, mẹ với cha không đâu biết đâu. À, lúc nãy thì con nghe nó kêu gì bằng mẹ. Mẹ. À, mà bình thường nó cũng kêu mẹ hay sao? Bình thường cũng vậy, ngày thường à. Cũng vậy, mẹ với cha. Gia cha sinh 20 nghìn cha. Đó, cha nó mới cho 20 cha nghìn. Cha là ông ngoại đó. Ông ngoại á. Dạ. Nó không biết cha nó là ai đâu. À, không biết gì mặt gì nó thôi à. Chỉ gì út nó thôi. Còn mẹ nó hỏi mẹ nó đâu. Đâu. Nè bé Thư. Dạ quậy con ơi, chú hỏi nè, bỏ vô. Chú hỏi. Dạ đây. Mẹ con đâu? Nói chú nghe. Mẹ con bị xe đụng rồi. Rồi chú hỏi thăm tí nha. Nè, chú hỏi thăm đi con. Được chứ. Nè. Nè. Con có nhớ ba mẹ con không? Không ạ. Tại sao vậy? Nói đi chú đi, biết con. Mẹ bà này là cái gì của con? Bà ngoại, nhưng mà con gọi bà cái gì? Nói cho chú nghe đi. Bà quậy với cha. À, ờ, nghiệt quá. Nè, nè, nói chuyện với chú đàng hoàng, quýnh ha. Nói chú đàng hoàng. Con kêu bà quậy bằng cái gì? Bà quậy chị. Ờ, con ông quậy chứ gì? Ba. Ba, kêu ba. Kêu ba. Biết mẹ con không? Chú hỏi kìa. Mấy còn lúc đó còn nhỏ mà sao còn biết được. Mới 28 ngày bỏ đâu biết mẹ là ai đâu. À, mà sao cũng đành đoạn dữ ha. Giờ không có số điện thoại liên lạc hết. Không. Dạ. Có số điện thoại gì thôi chứ không có ai là ra gì với gì nó thôi. Dạ. Đâu biết mẹ đó, con thấy không? Vì đâu có nói láo, con đâu biết mẹ là ai đâu. Dạ. Khổ gì. Hỏi giờ mẹ hoại khổ quá mẹ cho con nha. Thôi con ở với mẹ hoại là chứ không ở với người ta. Dạ. Sao là bất hình thịt. Nghe trời quà cho chúng đi nha. Dạ. Ủa, thấy không yêu quà đi. Dạ. Hôm nay thì con xin trích cái số tiền 500 ngàn của anh Thắng Trần ở Mỹ. Dạ, con xin giúp đỡ cho gì ạ? À? Mua sữa gì cho bé uống. Ừ. Dạ, sao con cảm ơn. Cảm ơn con. À, nó to lên con. Cảm ơn. Cảm ơn chú gì á, nãy chú nói á, giờ cảm ơn giúp đỡ cho tôi miếng cơm vậy là cũng gác sữa cho yeah. Cháu cũng cảm ơn nhiều. Dạ. Yeah. Giờ không có gì, thôi cầu chúc năm mới bằng ăn phát tài phát đạt trong gia đình im ấm hết. Dạ. Rồi con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân cảm ơn gì ha. Dạ dạ. Rồi con cũng chúc gì giờ sức khỏe, cố gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho bé. Dạ. Giờ gì cũng cảm ơn con, giờ chúc cho con mạnh khỏe. Đi khảo sát thì thấy người nào khổ giúp đỡ người đó ta. Dạ. Là cũng dạ. Quý lắm rồi. Dạ. Thì qua câu chuyện hôm nay thì con cũng mong rằng là dì đủ cái duyên á để được Mạnh Thường Quân quan tâm giúp đỡ để có chi phí để lo cho bé. Dạ. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Rồi con xin phép con về gì ha.